thì cũng có những ý kiến trái chiều về chương trình học cũng như là các cuốn sách, đặc biệt là sách giáo khoa tiếng Việt. Mấy ngày nay trên các trang mạng xã hội đang tràn lên hình ảnh những bài học trong sách tiếng Việt lớp 1 mới. Nhiều người chê rằng sách tiếng Việt lớp 1 sử dụng những từ ngữ mà nặng bằng sắc địa phương, những chuẩn ngôn môn được ghi là phòng theo tác giả nổi tiếng như là Phòng Đen, Lepton Stoy, như là bị cắt gọn quá nhiều. Có người chê rằng sách tiếng Việt lớp 1 sử dụng những câu từ trúc trắc, rồi rằng tối nghĩa, gây sự khó hiểu đối với sự phát triển của trẻ và sự lúng túng của phụ huynh khi dạy con. Tất cả sẽ có trong bản tin 15 Plus News. So sánh nội dung sách tiếng Việt mới, nhiều người lại đánh giá cao những bài học trong cuốn sách tiếng Việt cách đây 20 đến 30 năm và cho rằng những bài học đó gần gũi và dễ nhớ hơn nhiều. Thậm chí, trên các trang mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng chi ra nhiều triệu đồng để có bản scan cuốn sách tiếng Việt cũ. Có người nhận xét các mẫu truyện trong sách tiếng Việt lớp 1 sử dụng câu từ trúc trắc, rối rắm, tối nghĩa. Điều này gây khó khăn cho trẻ khi tiếp thu bài học, đồng thời khiến phụ huynh lúng túng khi hướng dẫn cho con. Trước những tranh cãi về bộ sách tiếng Việt, giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên kiêm chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 cho biết, khi dạy chữ, người biên soạn phải tạo ra bài đọc có các chữ và được lặp đi lặp lại để các con có thể ghi nhớ, đọc và viết tốt hơn. Và không chỉ riêng bộ sách Cánh Diều, tất cả những quyển sách tập đọc đều đưa vào tập đọc các câu và bài để cho học sinh đọc tốt hơn. Về lý do sách dùng một số từ ít thông dụng, ông giải thích thời gian đầu, học sinh chưa biết nhiều chữ, tác giả phải vận dụng số chữ ít ỏi mà các em biết để tạo thành câu văn, bài tập đọc nên phải dùng một số từ như vậy. Ông Thuyết nói thêm, trước các phản ứng của một số người dùng mạng, ông hy vọng mọi người bình tâm, đọc kỹ, hiểu công việc dạy học sinh lớp 1 trước khi đánh giá. Trong quá trình các trường triển khai dạy học, ban biên soạn tiếp tục lắng nghe để xử lý những vấn đề do giáo viên đặt ra. Trong khi đó, tiến sĩ Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, bộ sách giáo khoa đã được thẩm định bởi Hội đồng Quốc gia với những quy định chặt chẽ, nên những nhận định cho rằng chương trình sách giáo khoa mới nặng là chưa đủ căn cứ. Nếu phụ huynh có con học lớp 1 năm ngoái, rồi năm nay lại có con học lớp 1, sẽ dễ có tâm lý so sánh, từ đó đánh giá chương trình nặng. Nhưng thực tế không phải vậy. Chúng ta đang cố gắng bố trí để các em đọc thông viết thạo sớm rồi học các môn khác ở giai đoạn sau. Chẳng hạn toán, chương trình mới chỉ xếp 70 tiết ở lớp 1 và sẽ được sắp xếp học nhiều hơn ở giai đoạn sau hơn. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến phản biện, vấn đề phát sinh. Khi có đầy đủ căn cứ khoa học, qua các giai đoạn, đánh giá nhiều mặt, chương trình sẽ được điều chỉnh kịp thời. Trên thực tế, sau khi nhận phản ánh về việc chương trình học khá nặng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi giám đốc các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố về việc tăng cường thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 cấp tiểu học, trong đó cũng yêu cầu giáo viên không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh lớp 1. Văn bản nêu rõ theo phản ánh của một số giáo viên, cha mẹ học sinh, chương trình sách giáo khoa môn tiếng Việt lớp 1 còn gặp khó khăn trong quá trình tổ chức dạy và học. Để tiếp tục hỗ trợ các nhà trường, giáo viên triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở, giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Thời khóa biểu cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1. Các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học, tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả. Sự thay đổi nào cũng cần có thời gian làm quen và thích nghi, không phải chỉ trẻ con, đặc biệt là vấn đề này có liên quan đến các bạn. Theo tiến sĩ Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục từ mầm non sang tiểu học là giai đoạn chuyển tiếp hết sức quan trọng đối với trẻ. Trẻ đang từ môi trường chủ yếu là học, chơi tự do sang việc học có kỷ luật, đúng giờ giấc và học có định hướng nên khá vất vả. Mỗi năm, các con có trọn vẹn tháng 8 để làm quen và thích nghi. Năm nay đầu tháng 9, khai giảng xong, các con mới bắt đầu vào học. Việc giáo viên vừa rèn nền nếp, vừa chạy chương trình sách giáo khoa mới khá áp lực cũng kéo theo áp lực lên các con. Khi trẻ bị áp lực sẽ dẫn tới căng thẳng. Trong khi đó, theo cơ chế hoạt động của bộ não, trẻ bị áp lực, khả năng tiếp thu sẽ bị hạn chế. Trong giai đoạn này,
phụ huynh cần hết sức kiên nhẫn, kiên trì, không gây áp lực thêm cho con. Bởi sau một tháng, các con thích nghi với môi trường mới, phương pháp học tập mới đã tốt rồi. Bố mẹ cũng không nên quá kỳ vọng, bởi học tập là một quá trình lâu dài. Trong tháng đầu, nếu con chưa theo được, cũng không nên quá sốt ruột. Tất cả cuối cùng rồi sẽ ổn thôi. Nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng. Việc làm quen với bộ sách giáo khoa mới cũng như vậy. Chúc các em học sinh sẽ có một năm học mới hiệu quả và đạt được thành tích cao. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức liên quan trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cập nhật vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.